Choáng với độ xa hoa, nơi tổ chức đêm tiệc tri kỷ Mr. Đàm và Dương Triệu Vũ, Đàm Vĩnh Hân và Dương Triệu Vũ dành toàn bộ thời gian để tập luyện, sắp xếp mọi công việc cần thiết cho những màn kết hợp đặc biệt trong buổi tiệc kỷ niệm tình tri kỷ 14 năm 9 tháng quen biết nhau. Vừa đáp chuyến bay về thành phố Hồ Chí Minh, Đàm Vĩnh Hân đã có mặt tại phòng trà cùng Dương Triệu Vũ tập luyện, chuẩn bị cho buổi tiệc kỷ niệm tình tri kỷ. Sau gần 15 năm quen biết và đồng hành, thực hiện các dự án âm nhạc cũng như luôn bên nhau trong cuộc sống, đây là lần đầu tiên Mr. Đàm và Dương Triệu Vũ cùng tái hiện, ôn lại hành trình đặc biệt. Hiện tại, cả hai nam ca sĩ đều tạm gác mọi hoạt động và dồn tâm sức cho sự kiện mang nhiều ý nghĩa này. Dù nhiều lần kết hợp ăn ý trên sân khấu, Mr. Đàm và Dương Triệu Vũ vẫn muốn đầu tư cho các tiết mục trình diễn trong buổi tiệc được chỉnh chu, ấn tượng nhất. Ông Hoàng Nhạc Việt dành rất nhiều thời gian và công sức lên kế hoạch xây dựng kịch bản chi tiết cho bữa tiệc. Từ khâu đón khách tới chuẩn bị thực đơn, danh sách các ca khúc trong chương trình. Trước khi chính thức thông báo về sự kiện kỷ niệm đặc biệt giữa Đàm Vĩnh Hân và Dương Triệu Vũ, khán giả vô cùng hoài nghi và cho rằng đây chính là đám cưới của ông Hoàng Nhạc Việt dựa trên tấm thiệp mời được thiết kế như thiệp cưới. Trước đó, chiếc nhẫn Dương Triệu Vũ tặng cho Mr. Đàm đã khiến làng giải trí Việt xôn xao. Giữa luồng thông tin ồn ào về đám cưới, hai nhân vật sau đó đã đính chính. Đây chỉ là bữa tiệc kỷ niệm chặng đường cả hai từng nhiều năm bên nhau mà thôi. Chiếc nhẫn Dương Triệu Vũ tặng cho Đàm Vĩnh Hân có giá trị rất lớn. Tấm thiệp mời sự kiện khiến nhiều người lầm tưởng là thiệp cưới. Không chỉ xuất hiện trong những dự án âm nhạc của nhau, Dương Triệu Vũ và Đàm Vĩnh Hân còn luôn đồng hành cùng nhau trong cuộc sống. Ngoài việc luyện tập, Mr. Đàm và Dương Triệu Vũ cũng dành thời gian khảo sát nơi diễn ra tiệc tri kỷ và nội thất để đảm bảo mọi công tác chuẩn bị hoàn chỉnh, ổn thỏa. Đàm Vĩnh Hân tới khảo sát địa điểm nơi tổ chức tiệc. Cả hai cùng nhau lựa chọn từ những món đồ nhỏ nhất. Được biết, sự kiện được diễn ra tại tòa nhà thuộc khách sạn 6 sao đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh, với sự tham gia của 100 khách mời, gồm đồng nghiệp và bạn bè thân thiết của cả hai. Địa điểm tổ chức buổi tiệc xa hoa và đẳng cấp, với giá thuê phòng lên đến 320 triệu đồng một đêm. Buổi tiệc kỷ niệm tình tri kỷ 14 năm 9 tháng cùng đồng hành của Đàm Vĩnh Hân và Dương Triệu Vũ được diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 15 tháng 5. Hồ Quang Hiếu chia sẻ về quá khứ nghịch ngợm từng bị công an bắt. Hồ Quang Hiếu có tuổi thơ nghèo khổ và phải lăn lộn ngoài đời từ khá sớm. Gia đình Hồ Quang Hiếu từng trải qua một giai đoạn sống còn, đó là khi nhà anh làm ăn thất bại, phải bán cả ngôi nhà mình đang ở. Tuy nhiên, anh chàng chưa một lần cảm thấy xấu hổ về quá khứ nghèo khó, cũng như những công việc mà mình đã làm. Trong một buổi tọa đàm về Phật Pháp cách đây không lâu, Hồ Quang Hiếu cũng chia sẻ về hạnh phúc đơn giản nhất cuộc đời mình là được sống và chăm lo cho mẹ. Anh chàng cho biết, hồi còn trẻ mình rất nghịch ngợm, thường xuyên không nghe lời mẹ và hay trốn nhà đi chơi và gây lộn đánh nhau cùng người khác. Hồi xưa lúc Hiếu còn nhỏ thì Hiếu cũng rất ham chơi, ăn xong toàn tụ tập với đám bạn bè xấu bên ngoài đi đánh lộn. Mẹ Hiếu kêu ăn xong đừng có đi chơi, mà lần nào cũng ăn xong rồi bỏ ra ngoài đi đánh lộn. Nói về kỷ niệm khiến mình thay đổi toàn bộ suy nghĩ và từ bỏ thói ăn chơi lêu lỏng hồi còn nhỏ, Hồ Quang Hiếu xúc động chia sẻ. Có một lần chôm tiền của mẹ đi chơi, xong rồi ra cãi lộn với một đám bạn khác và đánh nhau. Lúc đầu đánh nhau với một người, sau thấy họ kéo ra nguyên một đống luôn, Hiếu bị người ta chém gãy tay, phang cục đá ngay mặt rồi nằm bất tỉnh ở đó. Đáng lẽ ngày xưa Hiếu rất đẹp trai, nhưng mà từ lúc đi đánh nhau vì bị người ta phang cục đá vào mặt nên bây giờ mắt lé luôn. Lúc đó mình ngất xỉu không biết gì, khi tỉnh dậy trong bệnh viện, tất cả mọi thứ đều không thấy ai cả, bạn bè thân không thấy, nhỏ người yêu cũng không thấy đâu. Lúc đó thấy có mỗi mẹ ngồi đấy, mẹ khóc quá trời luôn. Có thể nói, nhờ trận đánh phải đến nhập viện đấy, Hồ Quang Hiếu mới có thời gian nằm suy nghĩ thấu đáo về mọi chuyện. Thậm chí, khi công an đến từng nơi rước đi, nhốt 7-8 ngày vì tội đánh nhau. Lúc bị nhốt vào đồn công an không có gì ăn, bạn bè, người yêu cũng không thấy. Không có ai bên cạnh ngoài người mẹ thân yêu, Hồ Quang Hiếu mới hiểu ra rằng trong những sự khó khăn thì gia đình lúc nào cũng đứng bên cạnh mình hết. Nam ca sĩ cũng chia sẻ thêm, bố mẹ anh ly dị với nhau từ khi Hồ Quang Hiếu còn rất nhỏ, nên anh thường hận đời, trong chơi lêu lỏng. Đến giờ nghĩ lại, anh khuyên các bạn trẻ trả hiếu cho bố mẹ bằng những điều nhỏ nhặt nhất. Những ngày gần đây,
Ngồi nhìn mẹ tóc ngày càng bạc, thực sự trong lòng Hiếu thấy rất đau. Hiếu mong sẽ làm được những điều tốt đẹp cho mẹ của mình và mong các bạn trẻ cũng vậy. Lời chia sẻ chân thành của nam ca sĩ nhận được tràng vỗ tay lớn của các bạn trẻ ở chùa Hoằng Pháp. Kết thúc phần chia sẻ, nam ca sĩ hát ca khúc Nơi Ấy Con Tìm Về đầy xúc động về mẹ. Tại sao Minh Thuận và Hữu Lộc đều báo mộng về cho các phượng? Sau ngày mất của các cố nghệ sĩ, các phượng đều nhận được những lời nhắn nhủ của họ trong mơ khiến ai cũng giật mình. Các phượng sinh năm 1980 là nghệ sĩ đình đám trong làng hài Việt Nam. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, chị nhận được nhiều giải thưởng danh giá và sở hữu lượng fan đông đảo. Không chỉ được khán giả yêu mến qua các vai diễn, các phượng còn được biết đến là người sống tình cảm. Trang cá nhân của cô còn là nơi chia sẻ về cách sống và đối nhân xử thế. Trước đây, trên trang cá nhân, các phượng chia sẻ dòng trạng thái khá dài về bạn diễn quá cố Hữu Lộc gây xúc động người xem. Theo đó, nữ diễn viên hài gặp Hữu Lộc trong mơ, nhưng cô khá bất ngờ trước thái độ của anh. Chính điều này cũng khiến các phượng suy ngẫm. Nội dung chia sẻ của các phượng: hôm qua từ Nha Trang về đến nhà lúc 3 giờ 15 sáng. Lực ngang ngủ, 5 giờ 45, mở hai con mắt dậy làm cơm cho cô Bum. Con các phượng đem theo vào lớp ăn. Khi cô Bum xuống xe đưa rước thì 6 giờ, mình vào phòng lực ngang ngủ tiếp và thấy cậu em Hữu Lộc này. Thấy giấc mơ, anh em đang diễn trên sân khấu, mình thấy Hữu Lộc ngồi cánh gà xem nhưng mặt rất buồn. Mình đi tới kêu, Lộc, Lộc, Hữu Lộc, nhưng mọi người không nghe thấy mình kêu Hữu Lộc. Lộc nhìn mình với gương mặt rất buồn như muốn khóc. Hữu Lộc đứng dậy bỏ đi và mình kêu rất lớn, Lộc, Hữu Lộc, mày đi đâu vậy? Giật mình, nhìn đồng hồ 7 giờ 10, lòng lâng lâng, hoang mang, buồn buồn và rồi mình khóc. Hữu Lộc, em có gì muốn nói lắm phải không? Em đang rất buồn về sân khấu của anh em lắm đúng không? Em đừng lo, đừng buồn, tổ nghiệp không buông bỏ anh chị em mình đâu. Tổ nghiệp sẽ cho anh em một sân khấu đúng nghĩa, đúng chất. Và quan trọng, anh em còn anh Bốn Hoài Linh mà, anh Bốn không buông bỏ anh em đâu cưng. Nhà thờ tổ nghiệp xong, anh Bốn sẽ lo cho anh em một sân khấu. Tất cả anh em tụ tập về và chỉ biết chắc chắn một điều, em cũng sẽ về và nụ cười của em sẽ tươi và tỏa sáng. Thương lắm, thằng em tôi vẫn còn quanh quẩn dõi theo anh chị em. Nguyện cầu tổ nghiệp cho anh em, chúng con có một sân khấu, như chúng con có một mái nhà chung để tụ tề. Nhưng không tranh giành, không hiềm khích, không đố kỵ, không ganh tị, không ghét bỏ, không nịnh bợ, không chia phe phái. Để chúng con được khóc cùng nhân sinh, cười cùng khán giả, để thằng em thương quý này của con cũng được vui mà siêu thoát. Chia sẻ của các phượng nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt like và bình luận tỏ ra xúc động, tưởng nhớ đến nam danh hài, từng được đông đảo khán giả yêu mến. Không chỉ dân mạng, nhiều nghệ sĩ có tiếng từng làm việc chung với Hữu Lộc cũng vào kể lại những kỷ niệm buồn vui với anh. Sau ngày ca sĩ Minh Thuận hỏa táng, các phượng cũng gây chú ý với status đầy xúc động. Kèm theo đó là hình ảnh Minh Thuận đưa tay vẫy chào mọi người cùng lời nói của anh. Thay lời Minh Thuận, chào gia đình, đặc biệt con chào bố kính yêu của con, chào tất cả anh chị em nghệ sĩ, những bạn bè và những bạn thân. Thuận đi nhé, mọi người ở lại nhất định phải luôn mạnh khỏe, mỗi 6 tháng phải đi khám tổng quát một lần để bảo đảm sức khỏe cho mình, phải luôn nhớ bỏ thuốc lá. Vẫn biết thuốc lá hại sức khỏe, là loại vũ khí giết người trắng trợn và ai ai cũng đâm vào tự hủy, tự diệt bản thân mình. Bỏ nghe chưa, Thuận không quên cảm ơn đến tất cả mọi người đã đến đủ, đến đông vào ngày 18, 19, 20 tháng 9. Cán phượng nắm chặt tay mẹ nuôi của Minh Thuận trong tang lễ. Các phượng kêu tên Minh Thuận. Lời của các: đêm qua lại một đêm thức trắng trợn nữa rồi. Nhớ ông anh này hay vì quen dứt khi trước đó có hai đêm thức trắng. Đêm qua ngồi đó, ngay cửa sổ lầu 21 nhìn xuống đường và suy ngẫm câu: triệu người thương, có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa. Đưa anh ra Bình Hưng Hòa hỏa táng, đó là lúc anh chính thức lìa trần, chính thức chúng ta không còn nhìn thấy anh. Ra đến Bình Hưng Hòa, cái nơi đó là nơi chính thức anh lìa trần, thì không ai còn đứng vững. Tôi chắc chắn tim ai cũng phải đập mạnh, tay và chân của mọi bạn và gia đình không còn vững. Nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc, tôi nhìn thấy được anh, tay bám chặt vào một bát bên cạnh. Và anh gạt nhẹ giọt nước mắt khi thấy cành hoa cuối cùng để tiễn Minh Thuận lìa trần. Còn tất cả vỡ òa và gọi tên, Minh Thuận chào nhé, Minh Thuận, anh chào em, tạm biệt anh. Em cũng chào anh, ngày mai em sẽ không nhớ gì đến anh nữa, em sẽ phải tiếp tục công việc và tiếp tục trả nợ trần. Còn anh, người hiền lành như anh, chắc chắn sau 100 ngày anh sẽ được luân hồi qua kiếp khác, có thể sẽ là một cô gái đẹp tuyệt thế giai nhân,
con nhà giàu và đầy quyền lực, nhưng không phải ở Việt Nam mà một đất nước nào khác, chắc chắn là vậy. Vui anh nhé, chúc anh kiếp luân hồi như ý và may mắn, có một sức khỏe thịnh, không mắc phải bệnh nan y như kiếp này. Em muốn cười ha hả để chào anh ghê, nhưng sợ anh la. Con gái con lứa cười ha há, có ma nó hốt mày. Đây là câu thần thánh của anh mỗi khi la em. Y, hình như ổng vừa la mình. Thôi các ngủ đây, chúc cả nhà một ngày mới nhiều niềm vui và năng lượng tràn đầy để làm tốt công việc của mình nghe. Tâm sự của các Phượng nhận được gần 20.000 lượt like, hàng trăm chia sẻ bình luận, ai cũng tỏ ra tiếc thương trước sự ra đi của người nghệ sĩ tài năng, hiền lành và hiếu thảo với bố mẹ.